Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Rồi yêu nhau tháo nhẫn lồng tay, về nhà mẹ hỏi qua cầu đánh rơi. Những cái câu ca như thế này thì quý vị và các bạn chúng ta cũng rất là quen thuộc với những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Bởi vì đây là một cái lý do mà ngày xưa các cụ yêu nhau, thì chứng tỏ rằng ngày xưa các cụ yêu nhau rất là mãnh liệt. Họ yêu nhau, họ hẹn hò, rồi họ trao áo, rồi họ cởi áo cho nhau. Còn cởi áo như thế nào thì chắc rằng là các cụ ngày xưa mới biết được, đúng không ạ? Vâng, cởi áo cho nhau khi về nhà cha mẹ hỏi thì nói là qua cầu gió bay. Một cái tình tứ, một cái lý do rất là dễ thương, rất là đáng yêu trong những làn điệu dân ca quan họ mà đến ngày nay thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều và được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc lại, nhưng vẫn giữ được cái câu là yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, rồi yêu nhau tháo nhẫn lồng tay. Đó là những câu ca, những cái ca từ rất là ý nghĩa, rất là dễ thương, rất là đáng yêu của những anh hai chị hai quan họ. Và ngày hôm nay thì có một cái không gian rất là nhiều hoa như thế này. Có hoa thì sẽ có bướm, bởi vì là hương sắc của hoa luôn luôn lôi cuốn những loài bướm khi bay đến. Thì trong nền nhạc dân gian, âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh, thì có một bài được gọi tên là bài Hoa Thơm Bướm Lượn. Thì trong ngày hôm nay Hoàng Hà muốn giới thiệu tới quý vị bài hát này, bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Và trong bài hát này cũng có câu là yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Với ca khúc Hoa Thơm Bướm Lượn thì xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức qua tiếng hát của chị hai quan họ Bắc Ninh gốc luôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.